Hello, hello cả nhà. Hôm nay mình có món bánh tiêu nha. Làm cũng không khó lắm đâu cả nhà ơi. Ăn cũng ngon lắm đó nha. Mình để cái list đi chợ ở dưới cái video nha cả nhà. Đó, bánh rỗng ruột đó. Rồi hôm nay mình sẽ chỉ cho các show cho cả nhà thấy là mình dùng loại nào nha. Đây là loại bột nở mình dùng hiệu này. Nhưng cả nhà muốn dùng hiệu nào cũng được nha. Còn cái này là men khô, men nở nhanh á. Mình dùng là Instant Yeast hiệu này. Rồi hôm nay mình dùng 200g bột làm bột bánh mì. Việt Nam mình là số 13 đó cả nhà. Nửa thìa bột nở. Nửa thìa teaspoon nha. Rồi 1 thìa 1 phần 4 men khô nở nhanh. Khoảng 4 gram nha cả nhà. Đường thì mình dùng 55 gram. Nếu mà cả nhà thích ăn ngọt thì cho thêm một xíu nha. Rồi muối thì mình dùng 1 phần 4 thìa. Mình dùng muối biển nha cả nhà. Cả nhà không có muối biển thì dùng muối thường cũng được nha. Rồi mình cũng quậy sơ sơ lên ha. Rồi dầu ăn hôm nay là 10 ml. Mình dùng dầu vegetable oil nha cả nhà. Rồi mình cũng dùng dầu vani 1 phần 4 thìa teaspoon. Rồi mình cũng quậy sơ lên ha. Nước mình microwave cho nó ấm tí xíu nha cả nhà. 110 ml nước ấm ha. Rồi mình quậy sơ lên, hôm nay mình dùng máy nha. Nếu cả nhà không có máy cũng không sao nha. Rồi máy của mình đây. Mình sẽ dùng cái móc này. Đó. Để mình nhào bột ha. Rồi mình sẽ bật máy lên là số 2 nha cả nhà. Mình đánh cho 2 phút ha. Nếu cả nhà không có máy á thì mình nhồi bột bằng tay khoảng 6 tới 8 phút nha. Tùy theo là mình nhồi nhà mạnh hay nhẹ ha. Rồi sau khi 2 phút rồi đó cả nhà, mình cho lên số 3 đi. Mình đánh cho 10 phút nữa. Hôm nay mình cũng dùng Instant Pot để ủ cho nó nhanh nha. Rồi cái nồi Instant Pot của mình đây, mình cho dầu vào đây. Cho chút xíu bỏ bột vô nó không dính nữa cả nhà. Rồi sau khi 10 phút mình đánh xong cái bột đó mình bỏ vào đây. Rồi giống như mình nói ha, nếu mà cả nhà không có cái nồi Instant Pot thì mình ủ bình thường thì nào nó nở gấp đôi là được. Còn nếu mình có Instant Pot thì mình dùng 30 phút thôi, nhanh lắm. Đây cái nồi Instant Pot của mình đây. Mình dùng cũng cái nắp của cái nồi Instant Pot luôn nha. Tại mỗi lần là mình dùng cái nắp thường. Rồi thì mình sẽ xách cho nó là 30 phút nha cả nhà. Cả nhà thấy bên tay phải có chữ yogurt không? Đó, bấm chữ yogurt. Xong mình xách cho nó xuống còn 30 phút thôi. Normal 30 phút nha. Rồi sau khi 30 phút rồi cả nhà, nó như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ mang nó ra cái bàn của mình ha. Rồi mình xếp xếp cho nó vài lần đi cả nhà ơi. Mình xếp xong rồi mình cũng vo vo cho thành một cục khối tròn đi ha. Rồi. Bây giờ cái bánh của mình tại cái nồi của mình nó cũng nhỏ nên mình là cắt 10 miếng. Nếu cả nhà muốn bánh tiêu nó lớn một xíu thì mình cắt khoảng 8 khúc thôi. Tùy theo mình thích lớn hay nhỏ nha. Tại cái nồi chiên dầu của mình nó nhỏ. Mà cả nhà ơi, bây giờ mình đã mở cái dầu lên cho nó nóng rồi đó nha. Mình để lên bếp cái dầu của mình rồi đó nha.
À, mình để cái nồi dầu của mình lên bếp và mình để là medium low thôi ha. Rồi chút xíu mình làm bánh xong mình chiên luôn là vừa. Rồi bây giờ mấy cái cục nhỏ nhỏ nè, mình cũng sắp xếp vài lần rồi mình cũng vo tròn tròn lại thành 10 cái cục tròn này ha. Rồi mè thì mình dùng là khoảng 40 g. Rồi mình cho cái bột của mình vô đây. Mình ấn ấn xuống xuống cho nó dính mè vô cái bánh của mình á. Cả nhà thích nhiều mè thì ấn ấn luôn cả cái mé luôn nha. Rồi. Sau khi làm xong hết 10 miếng rồi mình cán ra từng miếng một. Mình cán mỏng cho thành một cái vòng tròn. Không cần phải perfect như cả nhà. Tại mình làm để ăn chứ không phải làm để bán nên nó như vậy tròn tròn. Cỡ cỡ như vậy là ok đó. Rồi, đó nó như vậy nè cả nhà. Vậy là được rồi đó. Bây giờ mình đi chiên nha. Cả nhà ơi, cái dầu của mình đã để mà trước 15 phút rồi đó. Thì để lửa medium low là khoảng số 3 hoặc số 4 đó nha. Dầu thì khoảng cao cỡ 2 inch nha cả nhà. Để mình deep fry á. Rồi mình bỏ bánh vào đây. Thì chừng nào mà nó nổi lên mặt rồi đó. Thì mình sẽ lật nó qua nha cả nhà. Rồi đó, soạn mình chờ mặt đi ha. Để mình kiếm cái đồ để chờ mặt luôn. Rồi. Đó, mình lật mặt. Rồi cả nhà đếm 5 second, 5 giây là mở chờ mặt một lần nha. Mình đếm giống như là như vậy là nha. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Rồi bây giờ mình lật đi. Đó, cứ 5 giây mình chờ mặt một lần. Chừng nào mà nó vàng theo ý mình muốn như vậy nè là được rồi đó cả nhà. Rồi đó, như vậy là được rồi. Bây giờ mình để ra cái rổ của mình nha, rổ sắt hoặc là cái giấy để cho nó dính, nó bớt dầu. Đó, nó như vậy nè cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha, đã bỏ thời gian quý giá của mình để có cái video này. Cả nhà ủng hộ cho mình xin một cái like ha. Ai chưa đăng ký giúp cho mình luôn nha. Rồi, chúc cả nhà có một ngày đẹp vui vẻ. Thank you. See you later. Bye bye.